trên kia. Happy birthday của em. Bao nhiêu tuổi? 25 hay 35? Thôi em đang quay. Em đang quay. Rồi. Quay mặt buffer. 25 hay 35? 53. 53. 55 nó chưa lớn rồi. Một bữa breakfast trước khi đáp xuống Hồng Kông. Bên này my big family right here. My brother, my sister, and the other brother. Happy birthday Quang Quang. Ok, happy birthday Quang. Birthday anh Quang. Mà sợ chúng Chúng mình đây là một chuyến bay lịch sử nhất dòng họ Nguyễn. How do you feel, my sister? How do you feel? I feel so excited. That's the first time we're back in my country. Người ta đang nói vô duyên. Rồi đó là. I'm so excited. That's the first time we go back to my country for 30 years, 35 years, right? That's it. Thank you for asking me. Thank you.
quý vị. Vui nha. Đây, nguyên đại gia đình nhà họ Nguyễn, nhà họ Đỗ đây. Đỗ Đỗ Lạc đồng bào. Đây là chuyến đi lịch sử của nhà họ Đỗ và nhà họ Nguyễn. Có 102 nha bà con. Chuyến đi sắp sửa đang cảnh. Kêu 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 mặt hình lên coi. Thầy anh thêm cho gì nhớ. Rồi hơn. Vui nhé bà con. Hi. How you feel? Good. How long have you been in Vietnam? My first day. Your first time? First time, first day. Like đầu tiên. Well, how long ago that this is the first time? Huh? 44 năm rồi. Dạ, anh chưa 75. Anh chưa 40 mấy năm đi với người yêu hay vợ đây? Hay là vợ của mình. À, vợ cũng đẹp thế nhỉ. Cảm ơn. Em của ai đây? Em của Phổ Tạp. Cảm giác đằng sau tự nhiên có hai ông bà cũng lớn tuổi nhưng cũng đẹp gớm. Đó là lần đầu tiên về Việt Nam cảm thấy nó như thế nào? Rất là vui là được trở lại về quê hương của mình sau 40 mấy năm. Giờ hiện giờ anh Chu đang ở đâu đây? Đang trước nhà thờ Đức Bà. Vừa mới đi lễ xong. Nếu có gì về Việt Nam nữa, anh Chu có định về Việt Nam không? Cái đó cũng chưa biết, tại nếu có xin được phép đi về, được về. Xin phép chỗ Hán hay xin phép vợ? Cả hai. Ok, mình gặp lại sau nha bạn. Dạ vâng, cảm ơn. Mấy cô bé này hình như không phải là người Việt Nam phải không? Du lịch hả? Du lịch hả? Tourist? Yes. Tourist. Hi. Hình như con này bác sĩ sao mặt cứ phải che không à? Và chị áo vàng này lần đầu tiên về Việt Nam phải không? Đây mẹ bác sĩ. Bao nhiêu lâu rồi mới về Việt Nam? 35 năm rồi. 36 năm rồi. Cảm giác trước khi cảm giác hiện tại bây giờ như thế nào? Rất là hãnh diện, rất là hồi hộp khi trở về cố quê. Nhìn lại những hình ảnh xa xưa mà bao nhiêu năm xa cách nay mới nhìn lại. Rất là cảm động. Đó. Cảm ơn anh. Thì tới nếu mà có dịp về dám về nữa không? Chưa biết. Bên cạnh người đẹp này là ai đây? Mấy cháu à? Đây cháu Stephanie. And em gái út Úc Trinh. Rồi cháu Leslie. Chị này muốn vô hình mình thì phải. Hi. chị này cũng chắc cũng lâu mới về rồi phải không? Nhìn 39 năm lần đầu tiên được về Việt Nam. Cảm giác thế nào? Hồi hộp. Cái gì cũng thay đổi hết. Mình đang ở đâu đây? Thấy xe chạy sợ quá. Mình đang ở đâu đây? Mình đang ở nhà thờ Đức Bà mới đi lễ ra. Đức thờ Đức Bà đang là sửa kìa. Nhìn thấy xe chạy mà chóng cả mặt. Ô thế à? Đây cái nhân vật này đây 44 năm. Nhân vật này à? Đây rồi, hỏi rồi. Happy birthday anh Quang. Mình trời tổ chức lớn nha, mình ăn birthday của anh tại Việt Nam đó. 18 người. Đây cũng birthday này, birthday boy luôn. Đây birthday girl này. Quay lại đi, thấy các bác làm kia chứ. Ok, thì quay đi. Quay. Giờ luôn đi cho đẹp, cậu đâu rồi? Quay. Ấy xong rồi chụp luôn nha. Ôi chị Ngọc, chị gì vô? Vô hết, chị Ngọc đâu rồi? Anh Sơn kìa. Chị Ngọc đâu? Chị Ngọc chạy ra tìm xe. Chưa nha.
Đây là bà phái đoàn của nhà họ Nguyễn nhà, và họ Đỗ nhập từ Việt Nam vô. Đứng im nha. Xa đây, gớm mà chỗ. Đã có cái xa cái gần, ok rồi. Chị áo xanh này hình như chị không dám đi Honda nữa. Trời, sợ lắm. Lý do? Bây giờ sợ lắm, nhìn thấy xe chóng mặt rồi. À, chóng mặt. Anh mới biết địa chỉ là đi bộ không được. Đi bộ thôi. Xa lắm. Đi bộ. Xa lắm. Cổng trại thôi gì. Không biết ở đâu. Hay là anh Cường kêu taxi đi cho chị đi. Taxi không vô được. Không vô được. Thank you.
đang có mặt tại Đà Nẵng, Việt Nam. Đang mua mực về dầu. Hôm nay mình sẽ làm món gì? Mua hấp bia, sa tế. Mực sa tế. Có gì nữa? Có tôm không? Tôm hả? Nhiều quá rồi. Có tôm, nãy giờ có mua tôm chưa? Chưa. Phải, chưa. Phải có tôm à? Tôm thật sống thôi. Nhất rồi nhưng mà tươi. Như cái này là chị mua không bán nè, cái này là không tươi nè. Bao nhiêu? Còn cái này là tươi. Bao nhiêu? Chị lên báo cho chị vậy. Ủa? Chú đây nè. Cái này hơn mua ký chị Ngôn á. Ngôn á, lỡ rãi không kìa. Cái này bao nhiêu? Hơn mua chị Ngôn á. Bỏ bao nhiêu ký nữa trong mua. chín trăm chín mươi ngàn đưa hai tờ 500 thôi chỉ thôi là 100 ngàn đây thôi à, quay nó từ đã 20 ngàn à đây 500 ngàn đến 500 ngàn đây là đưa cho bà chủ đây là 1 triệu một triệu đồng bà chủ sẽ thối lại 110 ngàn 120 việc được chị? Dạ được. Máy mình cũng được hết. Dạ. Sao sợ nó chảy? Dạ. Chị cầm đây cái tay chị sạch chị cầm. Mua đi chị 352 đó chị. Dạ. Rồi cảm ơn chị dạ, nha. Dạ. Đưa bà chủ một triệu nha. Rồi bà chủ sẽ lại 10 ngàn. Rồi. 909 là bao nhiêu? Cảm ơn. Cảm ơn chị. Dạ. À, đi đâu? Đang chờ gì? Còn hồi nãy là tiền đồ ăn cả. Để bắp này bao nhiêu đây? 150 10 trái là 150 ngàn. 150 ngàn 10 trái hả? Dạ. Tính ra chỉ có 15 ngàn một trái thôi. Cái này là 200. 150 là đây này. Không, thôi để em lấy. Đây này, 120 này. 140 này. 150 này. Đúng không? Ok chưa? 150 này. Cảm ơn chị. Ok, đi tiếp. Đây đi tiếp. Cảm ơn chị. Dạ dạ. Em mang cái hiệu. Không chưa?
con nha. Đây là con đấy. Đây này con nũ tôi đây. Không chưa, không chưa bà con. Ở đây đi trái cây, mua trái cây. Trái cây. Trái cây. Trái cây. Trái cây. Phải mua nghe cho cậu. Dạ 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 dạ. Bà nghe đâu rồi? Em thấy đây vậy. 2 triệu. Rồi mua nghêu cho cậu thôi. Rồi rồi, với lại mua thịt theo quay cho cụ. Ok, 3 triệu. Mua nghêu cho cậu. Nghêu đâu? Ủa, còn nghe đi đâu vậy? À, đó, đây. Em ơi cho chị thêm bịch nữa đi. Giờ để em đưa vào bịch cho. Giờ chị đi. Để em lấy bịch lớn mở cho. Rồi, đúng không nào? Rồi đủ rồi. Okay. Lên lầu đừng mua gì nữa nha. Lên lầu mua dép mua gì đó. Nó mua trái cây. Mua trái cây với lại. Mua trái cây gì nè. Lên lầu cho em mua. Trái cây. Bỏ thêm gấp một bè. Dạ mùi tiêu. Dạ mùi tiêu, để em đưa mùi tiêu. Dạ. Còn không thì ăn được này chị, ức tương. Dạ. Ức tương là ngon lắm chị. Không mùi tiêu được. Trái cây thì hôm nay qua phải. Mấy người đó lại làm mua giày trước. Ok, mình đi mua trái cây sau cuối cùng. Ok.
Bộ mới chắc ở lên lầu trước hả? Anh lên lầu mới chứ. Đi mua đâu khác, đem cái đầu đi về bờ, về nhìn nó chẹt. Dạ, mua cho dữ vô rồi khiêng lên máy bay chết luôn, nó trước rồi đó. Mấy người có cần mua thì hắn mua, chúng tôi về Sài Gòn hắn mua. Ok. Ngọc ơi Ngọc, xuống Ngọc ơi, Ngọc. Mình đã không có thời gian rồi, mua ra đây mua đồ ăn thôi rồi đi về. Đúng rồi. Đúng rồi. Chợ ngoài chợ ăn đông thiết chả gì. Hôm stack nữa để chiều đi khởi động quá cũng có. Chị Ngọc đâu rồi? Ngọc đi. Để biết đi đâu đây? Mua trái cây đi bà. Mua trái cây ha, rồi đi. Mua trái cây. Băng qua đường. Không chưa? Bên kia mới là trái cây. Năm nay tôi chùi cho cái đầu tóc đẹp như qua bên đường đi sao? Đi làm tóc như thế à? Tóc ở đâu là quán tự nhiên? Quán tự nhiên à? Không có đâu. Cá bao nhiêu? Nè, quan tự nhiên. Một không, ăn mười. Không, em không nói anh, nên nói chị đó. Dạ. Một ăn mười. Dạ. Một ăn mười. Anh thì quán quá tự nhiên luôn rồi. Quan tự nhiên đó cơ. Đi đâu đây ạ? Mua trái cây. Trái cây là đâu? Đó bây giờ trái cây chỗ nào? Trái cây anh mua là cái gì? Sầu riêng hay là cái gì? Mua cái gì? Mua trái cây mua cái gì? Mua trái cây mua cái gì? Bạn nào? Mua cái gì?
măng na với măng cầu dai á. Măng cầu hả? Đi vô trong chợ anh. Đúng rồi, vô trong chợ không phải bên kia chỉ có sầu riêng thôi đi. Đi. Chị mấy chỗ trái cây chỗ nào vậy? Chỉ có chỗ đó thôi hả? Trong mắm cầu dai trong đó hết một phần. Mắm cầu dai, cầu dai na đó thì người Bắc gọi là na. Đó. Ok. Đi qua bên này. Đây chuyện Ngọc nói. Đây chỗ này là trái cây. Trái cây đủ loại. Muna thôi. Muna thôi. Đây chị Ngọc đâu? Chọn liệm cao. Rồi thiếu một muối. Thiếu một muối. Thiếu một muối là bù muối. Rồi bù một muối. Để cho đồng số các bạn. Vậy nè các bạn. Thiếu một muối. Dạ thiếu một muối, bù muối. Bù một muối. Rồi đúng. Rồi. Rồi còn luôn muối, luôn một muối,
3-40 gì? 2.3. 2.3 40 đồng. Dạ. 2.3 được rồi. Sau khi mình đi chợ về, đây là những con tôm được người nhà của mình đang chuẩn bị món ăn trưa ngày hôm nay. Foodie Tina had a full team waiting here. Bắp. Here comes my sister Foodie Tina. Tắc quả của mẹ. We have put anything on YouTube because I don't know why my sister is busy. So. Cái nồi lớn để hấp. Đây là những mình sẽ được hấp, được làm sa tê, tôm, hấp trong cái chén được tôm, nhiều hấp. Ở đây là một cách để mình làm nhiều hấp đúng không chị? Cái bếp mình hơi nhỏ. Sao rau. Bây giờ cậu là nướng thì với việc nướng xong rồi. Yeah. Này nướng đây. Quá tươi, đây là những đồ ăn mới chợ. Ngon quá nhỉ. Rồi, chợ chợ hàng, đó là chợ hàng. Đây là mực. Mình sẽ làm gì chị? Nướng. Mực này mình sẽ làm nướng đúng không? Nướng sa tế. Nướng với xào. Chả cá. Món chả cá nữa. Chả cá này mình mua hay mình làm rồi? Họ chiên sẵn rồi. Họ chiên sẵn rồi. Ồ, tuyệt vời. Quá đẹp, quá ngon. Ở đây là đồ ăn tươi hết, không có gì mà frozen, không có gì mà đông lạnh hết. Đây là toàn đồ ăn tươi. Canh này canh gì? Canh gì đây? Canh mùng tơi. Ô, tuyệt vời. Tuyệt vời. À, chút xíu mình sẽ trở lại sau khi các món ăn được hoàn thành và chuẩn bị ăn trưa. Nấu bắp. Thank you.
chị cho em cái bọc bãi bù chưa? Dạ, dạ đây. Bọc to đây. Em ơi, nhìn nổi xe ở ra cái bú sữa. Mừng quá. Bước đây hả? Dạ. Cái gì? Ủa lại thoải mái mình đi lấy muối chưa? Mình có rồi chị. À có rồi. Ủa lại thêm đi. Cái nào cũng được á hả? Dạ vâng, cái nào không cần lượng hả? Em vô đi. Bánh đa 40.000 một ký. 1 ký luôn ra. Cho thêm muối nha. Dạ, dạ. Hôm nay vô hè rồi hả chị hả? À. Lấy chơi lớn hả? Hôm nay vô vô. Hôm nay đầu tiên hả? Đầu tiên sáng sớm hả? Dạ. Mày có mua mì sữa cho em đây. Mua 12 cái vàng hả? Dạ, cái này nó ngon lắm. Để chị lên YouTube vậy. Lên YouTube. Lên TV. Em. Lên mà á. Quýt gì đấy chị? Chị nói đi. Dạ, này là quýt đường. Quýt đường mà ở đâu? Ở đâu? Quýt đường. Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Dạ vâng. Sài Gòn giờ về đây. À dạ đúng rồi. Rồi cái này là ở Sài Gòn mà. Cái này là mỗi. À dạ để con cũng lại thêm. Mẹ cho 10.000 là mẹ ơi. Bao nhiêu một ký mà? À 40.000. Dạ bố cứ bỏ ra đây. Chứ đâu. Bỏ đi cho hát lớn. Rồi chơi dạ, luôn vâng. Chị. Chơi luôn. Dạ chơi luôn. Chẳng chỉ lựa toàn mấy cái chua nha em. À không không có đâu. Lấy chiếc luôn. Chị ơi. Chị nói đi. Chị nói về. Dạ chị nói luôn về xoài, về cóc luôn đi. Dạ. Cóc này là cũng cóc của Huế đấy. Con xoài này là xoài đeo của Huế luôn. À, dạ vâng. Cái này đây trồng hay là nhập vô chị? Dạ không. Cái này là mình. Cái này ở Sài Gòn vậy không? Cái gì mình nói gì? Em kéo này nhập ở đâu? Trung Quốc hả? À, dạ không phải Trung Quốc đâu. Những cái giấy của mình đây là một trường. Dạ rồi, dạ rồi. Cô em bỏ thêm 2 đẹp vịt này cho đủ 10 đẹp vịt. Bao nhiêu? Con bỏ mua 3 sải được. Rồi. Đây là khuyến mãi một cái đó chị. Dạ vâng. Dạ, khuyến mãi đó. Đây là trong kho còn mang ra hết rồi. Anh mua hết luôn ấy. Anh cũng hết chị, không có đem về được. Dạ, rồi. Không có đem về được. Đây cô. Rồi, để anh lại thích. Bao nhiêu vậy chị? Bao nhiêu vậy? Dạ 80.000. 80.000 đây. Dạ để anh nói. Đúng không? Cái tiền này. Ôi trời ơi. Đây rồi. Đây giờ bao túi nhiều lắm á chị. Mặc đồ vest nhưng mà lẹ lắm á. Anh ơi, trái cây này nè bảo đảm ở đây. Có Sài Gòn không? Không phải nói chuyện ở Việt Nam này. Lấy Sài Gòn. Chỉ có anh này là anh thích Trung Quốc thôi. Ờ. Trung Quốc cái gì cũng rẻ. Giống như nhà đem nhà ra ba. Bây giờ mình đến mình hỏi mua đồ Trung Quốc mình về tôi mới mua. Từ từ nó chuyện bình thường. Nói chuyện bình thường nè. Để cái chỗ này chỗ là tại sao họ không phá đi mà và họ vẫn để đây vậy chị Ngọc? À, cái nhà thờ này nhà thờ cũ hồi xưa. À, lúc mà chiến tranh đó thì là các thầy không có muốn phá, các cha không muốn phá đi để làm cái như là cái di tích hồi xưa đấy. Đây đây nhà thờ đây. Ủa đang nói thì ngừng là sao? Rồi sao nữa? Rồi tại sao nó không bị sụp? Chắc là Đức Mẹ gìn giữ á, cho nên là vẫn còn như vậy. Ừ. À, thời gian ở đây chỗ nào em tới đây thấy ít người quá, thời gian nào là đông nhất? Thời gian là ngày lễ là 15 tháng 8, rất là đông. Tại sao? Tại vì đúng là ngày lễ của Đức Mẹ đó. À. Đó, cho nên là khách hành hương họ đi đến đây rất là nhiều. Họ tới đây đông như vậy chỗ đâu họ ngủ? Đây có hai nơi hành hương của các cha các dì thì dành riêng cho những khách hành hương. Trung tâm rất là lớn.
rất là rộng rãi. Có thể chứa được bao nhiêu người chị? Chứa được bao nhiêu người hả? Đó, nhà nghỉ á. Nhà nghỉ hả? Ừ. Chắc là khoảng 2.500. 2.500 người, có phòng đầy đủ luôn. Có phòng đầy đủ tiện luôn. Tiện nghi. Tiện nghi. Dạ. Ở đây là đài Đức Mẹ La Vang. Đúng rồi. Tại đâu? Biết là tại La Vang rồi, người ta đang hỏi để bỏ lên rồi quảng bá lên ai biết. Vậy Đức Mẹ La Vang là chỗ này original là ở đâu vậy chị? Chỗ này là chỗ nào? À, Quảng Trị. Quảng Trị là thành đi... phố Quảng Trị đó. Quảng Trị là chị đi từ Huế ra bao xa thì đi từ Đà Nẵng ra bao xa? Mình đi từ Đà Nẵng ra tới Đức Mẹ La Vang đi 160 cây. Mấy tiếng? 3 tiếng. 3 tiếng. 3 tiếng. Đẹp quá hả? Cái đó là coi như là nước này là nước của Đức Mẹ đó, mình tin rằng là nước này là nước của Đức Mẹ, mình uống mình cứ tin tưởng là mình sẽ được thôi, là mình cầu xin hay gì đó. Nước là cái lịch sử nước là tại sao người ta phải uống nước đó, chị nói xíu về lịch sử của thiên thần gì đó, đang nói đẹp cái tự nhiên đưa máy lên cái là hết nói được.
cứ đi bình thường đi. Tiền Việt Nam bao nhiêu để donation cho tôi đi. Dạ, cảm ơn. Có rồi. Đúng không, em đưa cho. Đâu về đây đi. À, đây là phi trường Đà Nẵng bắt đầu đi về Hà Nội. Về Hà Nội làm gì? À, đi về Hà Nội xong rồi đi thẳng về thành phố Nam Định. Và ở thành phố Nam Định một đêm vào khách sạn rồi sáng ngày 16 đi về Đốc Vận Bùi Chu, về giáo xứ Tương Nam, nơi mà chôn nhau cắt rốn của ông bà Nguyễn Văn Khẩn. Do you want any water? We buy 20 bottles. Are you done yet? Okay, hurry up. Xong chưa? Chú tôi. Được rồi hả chị? It's our ice cream. 400 bottles. You have 500, yeah. Okay.
Yeah, good thing, yeah. What else you got over there? What is it? What do you want? Vào bát, xong rồi mình cho rau và một vài miếng chả cá lên trên, xong đó rồi rắc ít lạc lên trên. Đậu phộng, lạc, ok.
rồi rưới chút mắm tôm lên trên, rồi trộn lên là mình bắt đầu mình ăn. Và uống miếng bia, bia lạnh. Ok, đã đồ mình chín rồi ạ. Đồ mình chín rồi. Từ xuất phi trường rồi. Bỏ xong ai xuống đó mà xuống đây. Thank you.
Mà ơi, mà có nhớ cái sạp chợ chỗ nào không? Con gà cũng không về thật chợ cái gì. Cái gì cơ? Cái chợ đó họ phá đi rồi. Chợ ra rồi phá à? Phá rồi, cái này là mới. Bà buôn bán ở trong cái chợ này, tức là bà bán vải ở trong cái chợ này, tức là năm 1953. Đó là bố mẹ gặp nhau ở đây. Đọc ai cua ai? Ừ. Hai đứa cua nhau. Ai cua ai mà ta? Đâu chỗ nào đâu mà? Bây giờ nó phá chỗ nào cũ đâu mà bị tạo. À, nói chung là đại khái nó ở đây đúng không? Nó cũ đập bia ở sao đây? Cái thổi vải nó như thế này này, mỗi người một thổi này. Thôi mình mới sạp chứ không phải thổi. Thì gọi là sạp đấy. Sạp là thôi như vậy thôi. Chứ mỗi người một hôi như thế này. Trên lầu có trên gác không nên là chẳng có gì. Trên lầu có trên gác không nên là chẳng có gì. Trên lầu có trên gác không nên là chẳng có gì. Giờ nó mới có. Mới xây. Giờ nó mới có gác. Có về là kỷ niệm về về để nhìn nó lại cái kỷ niệm hôm nay rồi. Ngày trước ngồi đi bán vải. Bây giờ đi tham quan bán vải. Đang có hành lên tầng 2. Ở cái hai chợ một bên kia thì bán thịt con gà. Bên này là bán vải, bên này bán gạo rồi đó. 53 tôi đi bán vải ở đây. 53 mà hôm nay bán hàng ở đây. Bán vải đến 54 thì đi rồi. 54 thì đi rồi. Sống đang sống bên Mỹ. Còn tối là phải thu vào nhé. Vâng, tối nha. Cháu thì có hết trong một cái quầy sắt như này. Vâng, bán này em. Vâng, bây giờ bán bánh tướng này để vậy cho mình kéo con. Bây giờ người ta sợ nó cháy ạ. Đây trước bán bảy này. À, cháy thì sao? À, cháy một lần rồi hả? Có khi chợ cháy một lần rồi. Ồ. Rút kinh nghiệm là bán cháu con phải đóng hết quầy sắt như này. Bắt ngày được chắc này ra. Thế này nếu mình cháy cũng để vậy, nó cũng cháy vậy. Thì rất cháy là nó cháy hết rồi mà. Ok. Mà nó đỡ cho cái cháy đi. Đỡ cho cái cháy. Trong này thì nó đang nóng tắt hết đèn rồi, cậu có đấy, má cũng còn đi chứ. Lấy tướng đến sớm thì đẹp quá này. Đi mai có ông có bà mà còn ở đây chơi thì ra đây làm ba đấy. Bây giờ chắc bây giờ cũng rút đi cho như ở Mỹ rồi. Bây giờ đi vào cái buôn do kinh doanh may sắm kinh doanh hả? Trước đây chúng tôi bán vải đây nó chỉ có sòng thôi chứ không có giống như này. Bây giờ cũng còn một cái gian bên kia, tầng hai bên kia cũng toàn là bán vải nhá. Trước rồi bán vải đang đi trở về lại. Nhà nào cũng có tủ cho là. Sáng mai sao ta cái nào đi sập làm đá như nào nào. Mua vải thì ra là mua khách ngoài ở bên kia. Cái đấy là toàn những người Ấn Độ ta bán. Ta bán vải. Nào mà
không bán được, không mệt quá. Không bán được thì bây giờ còn đỡ, ngày xưa cũng phải đổ vải ra. Vâng. Nhà đằng này phải đổ vải ra mới bán được. Đâu có được. Còn vào khóa đây thì đồng với chú cái đây bên đây ở hả? Chú lấy gì về đây là? Chưa, hồi nó chưa gặp nhau. Chưa gặp nhau nhưng mà gì vẫn ở Cổ Lễ chưa? Không, đâu có ở Cổ Lễ. Ở tỉnh mà. Ở đây, ở trên này tí nữa mình đến số nhà đó. Đây có ở Cổ Lễ. Mẹ con đang ở đó. Ừ. À, bây giờ 2 giờ. 53 là mẹ con đang cưới rồi. À, chứ là ai vậy? Cưới rồi. Con mới ở dưới quê. Con đi lên đây rồi. Giờ đây. Thì cái là tự lập một mình. 16 tuổi với chồng. Okay. Trong đây trông nóng quá chứ. Trong đây nóng ít rét quá. Khổ đi ở đây mà mày cứ cả giờ mày xuống nhà thờ lớn. Đến giờ bắt đầu quay lên là lên Hương Yên rồi nè. Nhưng mà có thời gian để đi ra chợ. Đây nhà này à? Nhà này. Đây của ông chế. À đúng rồi, ông ấy là ông quản chế. À, ông chế. Ông chế. Ông chế cái gì quản chế? Ông tài xế chế. Ông chế đúng rồi, đuôi số. Số nhà bao nhiêu ạ? 23 này, đuôi số nhân viên. Nhưng mà trước là số nhà mấy? Đấy, 23. Đúng rồi. Đây số này này là số nhà ba. Trước mình là 23, bây giờ mới là 23. Bây giờ là 23. Ồ, trước cũng ngày trước nghĩa là về thăm. Ngày trước là cái phút đỏ này. Đúng rồi. Đây là số nhà 5. Đây nhà bà Dĩ. Cậu nhớ có hẻm này không? Cậu trong bò này. Đây đây đây. Đấy nhà cổ đây, bên này là cổ đây. Đó, đúng rồi. Còn ông Lê, ông chị bò, đây, gần đây thì ông bà này thì là chỉ là ông bà này là bói kế, bà bói kế. Ở đây là giết trâu mổ bò, trong này là có cái đầm sen. À, đúng rồi. À. Không. Nhưng mà về sau cả đi năm 54 á, giao cho ông chế. Tài xế là 50 năm á không ra Bắc rồi. Hả? Và đến 60 năm á không ra đây rồi sao mà lạ lẫm vậy? Dạ. Lạ chứ. Đấy ông Tùng là ông để trông chế ở cái nhà này. Vâng. Đó, thầy ra đi. Thôi được rồi. Còn đây thì mà chính hiệu. Đấy, đây là kể chuyện cả 60 năm cũng không hết á. Đây là cái đường này á. Đường này là mò đi đất vào. Đúng rồi, ông chế là đúng rồi, ông chế là em mà. Thằng à, ở đây có đặt cơm phải hay thế nào vậy? Thôi được rồi. Okay, yeah, cảm ơn. Chào các mấy bà nhé, cảm ơn các bà nhé. Để đến thăm cái tôi ở. Tại sao lại đi cho sao?
tới rồi nhá bà con cô bác. Đem con vali ra đi. Ok, kẹo là trên đầu tiên. Đẹp nhỉ. Hai cô gái, giống gái 35 tuổi quá. Không đẹp gì, không ai đẹp hơn thôi. Ôi chà, ngon vậy dám tuyên bố vậy à? Năm nay 80 mấy rồi, có ai được 83 ở đây không? À, đẹp, không? Đẹp. Con cảm ơn cha. Chụp cậu mở thôi. Chụp cậu mở trước xong bắt đầu giờ cha xuống. Cô hoa cầm hoa này. Cô vô chú rể. Rồi, khép vô. Rồi, rồi. 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 Rồi, rồi.
people, they tied up the yeah, leg. The arms. No, the I leg, mean, the arm here, the head there, like this. Chay không thì để bác lấy chay ngon đi ạ. Ăn dập đi bác ăn ạ. Vô trong này ạ. Chay, chay, chay. Hello. Chay, đây là bánh quân chay. Nothing in there, chất bánh quân. That's it. What do you want? The one with the egg. Who? Chay ở thì nhấp. Em, yeah. Welcome.
Máy cuốn. Máy cuốn gì? Chết. Máy cuốn chít. Chết. Chít. Ăn đi chít. Bye. Picture. And me. And me. Yeah.